Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm rau câu. Để làm rau câu á, thì mình chuẩn bị trước đây là lá dứa. Lá dứa này á, thì các bạn cắt nhỏ nhỏ để mình cho vô trong cái máy này mình xay. Cho hết lá dứa vô đây, khoảng 5 cái lá dứa. Cho nước vô thì mình sẽ xay. Các bạn xay lá dứa cho nó nhuyễn. Xay xong thì mình sẽ lượt nó qua trong cái khăn này nè, để mình lội hết cái phần xác của lá dứa bỏ. Lá dứa này màu đậm là do mình chọn cái lá già. Rồi mình chuẩn bị đây là nước dừa. Nước dừa tươi thì mình sẽ dùng 1,5 lít nước dừa tươi. Đây mình dùng cái loại bột rau câu này. Rau câu này thì nó là rau câu dẻo. Mình sẽ dùng một gói này là 10g nha các bạn. Với một gói bột rau câu dẻo 10g thì các bạn dùng cho mình 1,5 lít nước dừa. Và mình cho vô một muỗng canh đường để mình trộn cái hỗn hợp bột rau câu này để nó không có bị gión cục khi mà mình cho vô nước dừa đó. Trộn đều hết rồi mình hãy cho vô. Cho từ từ vô, vừa cho mình sẽ vừa khuấy nè, mình cho từ từ. Vậy là bảo đảm cái bột rau câu nó không bị vón cục. Đây mình khuấy cho nó tan đều. Rồi mình dùng đây là đường. Đường này là đường phèn, thì các bạn dùng đường cát cũng được ha. Đường phèn này thì mình sẽ cho vô đây 100g. Cái phần đường thì các bạn có thể tăng hoặc giảm tùy theo cái nước dừa của mình ngọt hay là không ngọt. Rồi mình khuấy sơ cho nó tan cái bột rau câu cũng như là hòa lẫn cái phần đường. Rồi mình sẽ để ở đây. Mình để cho bột rau câu nở khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ khuấy nó lại một lần nữa. Bột rau câu lúc này nó nở nè, các bạn nhìn thấy nó lợn cợn nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp. Bật bếp lên và các bạn nấu rau câu. Mình cho vô đây thêm 2-3 cái lá dứa để cho nó thơm cái nước rau câu của mình á. Thêm một chút xíu muối để cái rau câu nó được đậm đà hơn. Rồi mình khuấy nè. Mới bắt lên bếp thì các bạn cứ cho lửa lớn đi. Mình khuấy một hồi nó sôi lên. Đây lúc này nó bay cái mùi lá dứa. Rau câu của mình á, nước dừa tươi hoàn toàn luôn nha các bạn, nó rất là trong. Rồi bây giờ mình sẽ hạ lửa lại nè. Mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa với lửa nhỏ. Cái lá dứa hồi nãy nè các bạn, mình sẽ dùng 100ml nước cốt lá dứa này. Mình chọn cái lá dứa già nên nó đậm. Và đây là nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa nó béo. Mình sẽ cho sữa vào đây nữa là được 100ml. Đây, quay qua cái nồi rau câu của mình thì được 5 phút rồi, hơn 5 phút luôn. Bây giờ mình vớt bọt cho cái rau câu nó trong lại. Đây, có các bạn hớt bớt cái phần bọt á. Và mình để lửa nhỏ như này mình nấu rau câu của mình á, để nó không bị chảy nước. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái hộp này nè, để mình đổ rau câu. Các bạn múc rau câu vô đây. Rồi nó trong khe luôn. Đây mình múc rồi mình sẽ chừa lại nè các bạn. Mình chừa lại khoảng chừng 200ml ha. Để hồi nữa mình cho vô cái nước cốt dừa. Các bạn dùng cái muỗng mình cho những cái bong bóng này nó bể nè, để một chút nữa rau câu của mình nó đặt lại, nó không bị lỗ lỗ. Rồi mình để một hồi thì khi rau câu của mình nó đặt, các bạn đừng có để cho nó đặt quá, nó đặt hơi lỏng lỏng là được rồi. Rồi mình cho cái nước lá dứa vô trong cái chảo này. Đây các bạn gót một nửa của cái phần bột rau câu nãy mình chừa lại đó, mình gót vô trong này. Rồi mình bắt lên bếp mình nấu ha, mình nấu cho nó sôi lên, nó tan hết đều là được rồi. Rót vô trong cái rau câu dừa này.
các bạn thấy nó còn nóng nóng á, là nó không có bị tách lớp. Cũng tương tự mình sẽ làm cho bong bóng này nó bể đi. Rồi cái phần nước cốt dừa sữa này thì các bạn cũng làm tương tự với màu xanh ha, mình cũng cho lên bếp và mình nấu. Khi cái lá dứa này á, nó đặt lại và nó cũng còn ấm ấm nha các bạn, mình sẽ gót cái hỗn hợp nước cốt dừa sữa vô đây. Mình sẽ tạo một lớp màu trắng ở trên mặt. Rồi các bạn sẽ để cho nó nguội rồi mình cho vô tủ lạnh. Rau cậu của mình á, mình lấy trong tủ lạnh ra nè các bạn. Nó lạnh và nó đặc nữa. Nó đặc dẻo dẻo nè. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra khỏi cái hộp này. Này rau cau của mình đặc dẻo nè. Và mình để rất là đẹp luôn. Ở bên dưới á, là cái màu lá dứa đó các bạn, nên mình nhìn thấy á, nó dọi lên cái màu xanh, nhìn nó trong trong đẹp quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra từng cái miếng nhỏ nè. Rồi nó phản chiếu lên á, nhìn cái màu xanh đẹp quá. Đây, rau cau dẻo nè, nước cốt dừa thì trong khe luôn. Có cái lớp lá dứa màu xanh đẹp mắt nè, bên trên là màu trắng. Trong quá trời luôn các bạn. Rồi cái màu trắng á, các bạn cho sữa vô á, nên nó có cái màu trắng đậm. Còn nếu không thì các bạn dùng nước cốt dừa không cũng được nữa. Rồi nhìn ngon ghê ha, trong khe luôn và dẻo nữa. Bây giờ mình sẽ cắt ra nè, cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Đây cái miếng rau cau dừa của mình nè, nhìn ngon mà đẹp nữa. Cái lớp nước dừa thì trong khe, lớp lá dứa thì màu đẹp mắt và có thêm cái màu trắng nữa. Đây, bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Rau cau dừa lá dứa đặc biệt thơm, ngon và còn đẹp mắt nữa. Lá dứa cái màu á, mình trộn vô rau cau đẹp quá trời luôn các bạn. Rồi xin mời các bạn thưởng thức cái món rau cau dừa của mình nha. Rau cau ngọt thơm nè. Thơm cái mùi lá dứa và cái nước cốt dừa. Cái nước dừa tươi thì mình ăn vô á, nó mát lạnh trong miệng luôn. Cái độ ngọt thanh, ngọt của nước dừa và đường phèn mình ăn á, nó ngọt tự nhiên rất là ngon luôn. Rồi đến đây thì mình chúc các bạn có một cái món rau cau sữa dừa, nước cốt dừa cũng như là lá dứa ăn thật là ngon miệng nha. Và nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ video cho bạn bè để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.